Số Việt Trường Radio, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video Số Việt Trường Radio Và video ngày hôm nay là một video cũng rất đặc biệt. Em sẽ làm một video riêng để trả lời cho một anh khách hàng quen mà em không tiện nêu tên đã vm cũng như alo trực tiếp cho em để hỏi một cái vấn đề là có nên trải nghiệm những thiết bị âm thanh uh, giống hay còn gọi là DIY không? Thì ở video này uh, đầu video thì em xin phép em sẽ không đề cập đến một cái cá nhân riêng biệt hay một tập thể nào cả em xin phép em chỉ nói ra quan điểm cá nhân chủ quan của em và em cũng không có ý đụng chạm hay là can thiệp vào cái nhu cầu hay là cái công việc mua bán giao lưu của bất kỳ ai và rất mong quý vị và bạn xem đây chỉ là một video tham khảo và nếu không có nhu cầu xem thì xin mời quý vị và bạn có thể Vui lòng xem những video khác của Vietradio giới thiệu sản phẩm như hướng dẫn phối ghép tới quý vị và các bạn. Và trở lại câu hỏi như đầu video em nêu lên, đó là có nên chơi các sản phẩm giống hay còn gọi DIY hay không? Thì đầu tiên, nếu các sản phẩm DIY chất lượng tốt và hình thức đẹp, sử dụng những sản phẩm chính hãng mà chúng ta setup, chúng ta lắp đặt lên thì em gần như khẳng định mức giá nó sẽ rất là cao và nó sẽ là một cái sản phẩm xứng đáng để sưu tầm nếu quý vị và các bạn có thời gian có điều kiện về kinh tế và có những cái trải nghiệm thật là mới lạ những cái trải nghiệm theo ý muốn của mình thì những sản phẩm đó là những sản phẩm cực kỳ phù hợp cho quý vị và các bạn Tuy nhiên nếu quý vị và các bạn chơi những sản phẩm như vậy thì quý vị và các bạn ngoài đánh đổi thời gian công sức và tiền bạc ra thì quý vị và các bạn cũng phải chấp nhận là khi quý vị và các bạn không có nhu cầu sử dụng nữa thì giá trị của em nó sẽ gần như không được bảo toàn như những sản phẩm hàng bãi những sản phẩm chính hãng mà quý vị và các bạn đã từng sử dụng em nó sẽ mất giá hơn nhiều và thậm chí quý vị và các bạn sẽ không thu hồi được cái số tiền đầu tư đó là cái sự đánh đổi khi quý vị và các bạn chơi và trải nghiệm những cái sản phẩm hàng gióng hay rằng DIY và thực sự thì những cái sản phẩm DIY nó cũng là những cái sản phẩm rất là hay, rất là thú vị. Tuy nhiên thì về cái độ sai số và độ chính xác thì gần như uh, nó không được thẩm định, nó sẽ không được kiểm tra tỉ mẩn như hãng và nó sẽ có nhược điểm là trong quá trình sử dụng không may nó sẽ xảy ra lỗi sự cố thì chúng ta phải điều chỉnh và chúng ta như cái câu chuyện em vừa nói ở trên sẽ mất thời gian, công sức và chi phí khá là nhiều cho những sản phẩm hàng giống. Và chúng ta chấp nhận điều đó thì chúng ta sẽ chơi được những sản phẩm độ, những sản phẩm DIY. Và tiếp theo nữa còn một cái vế nữa để em chia sẻ cùng quý vị về những sản phẩm DIY. thì những sản phẩm DIY là những sản phẩm không dành cho số đông và chúng ta mong muốn một cái sản phẩm ngon, bổ, rẻ thì em xin khẳng định luôn hiện tại là rất khó và chúng ta chỉ có những sản phẩm ngon bổ và hợp lý hợp lý ở đây là hợp lý với gu nghe của quý vị và các bạn hợp lý với cái giá trị trải nghiệm và hợp lý với lại mức kinh tế quý vị và các bạn bỏ ra thôi chứ còn câu chuyện ngon bổ rẻ thì gần như anh em sẽ rất khó tiếp cận được những sản phẩm như vậy và mọi người mua bán trải nghiệm nên cân nhắc một cách rất kỹ lưỡng nếu tránh trường hợp chúng ta xảy ra sự cố xảy ra những cái vấn đề lung xùm xung quanh thì quý vị và các bạn trước khi chơi hãy tìm hiểu thật kỹ hãy à, hãy trao đổi cụ thể với chủ hàng xem là người ta hỗ trợ sau này à, có hỗ trợ mua bán hay hỗ trợ nâng cấp như thế nào quý vị và các bạn cân nhắc một cách tốt nhất khi chơi và trải nghiệm sản phẩm vì đây là những cái sản phẩm chơi theo em là chơi để sướng chứ chúng ta không chơi để chúng ta tạo cho nhau cái khó chịu và tạo cho nhau những cái không thoải mái sau này thì đó là một cái điều em luôn đặt tiêu chí đầu tiên trong công việc của mình và cũng rất mong anh em luôn được trải nghiệm những cái dịch vụ tốt nhất những cái sản phẩm ưu việt nhất phù hợp nhất tới quý vị và các bạn về em dừng Uh, cũng như tạm biệt quý vị và các bạn và mọi ý kiến đánh giá đóng góp xin mời em comment ở phía dưới phần bình luận của video này xin chân thành cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn